Anh béo này lụm được hai con ốc sên nhỏ, anh ta nhanh chóng mang đến khoe những người khác, khuôn mặt bọn họ vô cùng hắc ám. Hai con ốc sên sau đó được đặt xuống một bàn đua nhỏ, thì ra đám người này đang tổ chức một cuộc đua ốc sên, những con ốc sên khác nhanh chóng được đặt vào đường đua. Con nào cũng tỏ ra vô cùng hung tợn hiếu chiến, cuộc đua ngay lập tức bắt đầu, những con ốc sên bên cạnh la muốn bể cả trời, tuy nhiên tốc độ vẫn chậm hơn rùa bò. Nào ngờ con ốc sên màu cam vừa được lụng về lại khiến họ há hốc mồm, nó vào tư thế như xe đua siêu tốc, đạp nhẹ một cái đã phóng lật cả bàn đua, bay thẳng ra ngoài với tốc độ xé gió. Như một chiếc xe đua cỡ nhỏ không trò gì nó không làm, con ốc sên cam lượn một vòng sau đó về lại vị trí cũ. Cách đây vài ngày, thì ra sên cam cũng chỉ là một con ốc sên bình thường. Tuy nhiên, nó lại là một con có niềm đam mê tốc độ từ khi sinh ra, dù tốc độ có chậm nó vẫn quyết tâm luyện tập hàng ngày, xem những buổi đua xe để có thêm kinh nghiệm. Đến một ngày, sên cam đã vô tình rơi vào động cơ của một chiếc xe đua, xăng từ xe chảy vào người nó, con ốc sên uống hết 2 lít xăng xanh, ngay lập tức đã thành sên siêu tốc.